dùng ánh sáng chánh niệm ta quay về ta biết ta là chánh niệm ta an trú ngay ở trong chánh niệm thế thôi không cần nói gì hết ví dụ ta thấy ta thấy rõ tiếng chuông dãn lòng và chúng ta nghe tiếng chuông thôi thở vào thở ra Kính thưa, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2024 và chúng ta đang ở Phật học đường Tâm Kim Cương. Hôm nay mình sẽ học tiếp lớp thiền học khai quốc và chúng ta khảo sát thiền khoái Trúc Lâm. Chúng ta đi ngang qua tác phẩm khoa hư lục của vua Trần Thái Tông. Và trong cái phần 2 của tác phẩm này đó là nói về nội dung của sáu cái phương pháp sám hối sáu cái phạm trù cần để sám hối cái tên là lục thời sám hối khoa nghi đây là một cái một cái nghi thức rất là là chỉnh chu và rất là hết lòng nó mang cái tính rất là tinh cần của vua trần thái tông điều này có nghĩa rằng chúng ta học phật rất là nhiều tư tưởng khác nhau nhưng mà chúng ta phải ứng dụng học cái gì cũng vậy còn nếu chúng ta không ứng dụng thì chúng ta sẽ rất là mau quên và những cái gì chúng ta học coi có khi chúng ta, à, ta cắt rất là kỹ trong cái tâm thức của mình ít khi chúng ta đem lại đi sử dụng và cái gì mà chúng ta cắt kỹ quá thì chúng ta tìm cũng rất là khó cho nên là gặp phải những cái chuyện đời thường thì cái gì chúng ta hay sử dụng là chúng ta đem cái đó ra ta xử lý do vậy cho nên là chúng ta phải biết uh, sử dụng những cái món uh, đặc sản của mình thường xuyên hơn để cho chúng ta có cái cơ hội để tiếp xúc với những cái, cái những cái thức ngon ngon lành đó. Thưa đại chúng như vậy trong cái thời lục thời sống hối hối khoa nghi đó thì chúng ta đã đi qua bài tựa và là thứ nhất bài thứ hai rồi bài thứ ba có phải không hôm nay là chúng ta đi sang phần thứ bốn phải không phần thứ bốn ừ. thì trong cái danh từ chuyên môn theo sách theo cái sách văn thơ văn lý trần mà chúng ta có ở đây thì cái thời này nó gọi là nhật một thì tức là vua trần thế tông không phải đặt tên nhưng mà các vị tác giả à, những vị học giả gom lại cái cái tập này đó cái tập thơ văn lý trần thì đặt cái tên là là nhật một thì có nghĩa rằng là cái cái thời mặt trời lạ bắt đầu mặt trời nó lặn, thì theo cái phần này nó không có nó cũng giống như những cái phần khác, à, có gì đó trong cái tác phẩm gốc của chúng ta đó thì chúng ta thấy có một cái sự rút ngắn, rút ngắn. có nghĩa là những cái bài tán dân hương, tán hương những cái bài văn hoa thì chúng ta không có thấy trong cái văn bản và chúng ta chỉ thấy cái nội dung chính thôi đó là cái phần cái phần chúc hương cái phần khải bạch rồi cái phần sám hối rồi cái phần phát nguyện rồi cái bài kệ vô thường rồi chấm dứt chấm dứt một cái công công khóa và điều này thì chúng ta đã có những cái phần trước do vậy cho nên cái 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 văn bản mà thầy uh, chia sẻ cho đại chúng đó thì nó nó đã được cải biên lại có nghĩa là nó đã nó đã được uh, thêm thắt vô do những người sau để cho dễ để mà thực tập cho nên là chúng ta không cần phải đi uh, tầm nguyên tức là chúng ta không cần phải đi tìm về cái, cái nguyên ủy của nó làm gì chúng ta chỉ uh, đọc vào một vài cái cái chi tiết là chúng ta học được cái gì trong những cái bài kệ đó để tổ tiên của mình dặn dò mình cái gì rồi mình xem thử mình có ứng dụng được gì hay không chúng ta có một cái um, một cái cái nhìn rất là tổng quát về cái, cái cái những cái tác phẩm này và cố nhiên là những tác phẩm này nó mang đầy um, tính cách uh, văn chương cho nên nó có rất là nhiều những cái điển tích, điển cố văn học được sử dụng trong này và thầy chỉ điểm qua thôi nếu quý vị nào mà đam mê văn học quý vị có thể nghiên cứu sâu hơn đó là cái bonus đó là cái cái phần thêm thôi rồi bây giờ chúng ta đi thẳng vô cái vấn đề gốc trước khi chúng ta hết giờ lay hoay nó hết giờ tức là cái thời khóa thứ ba ha bài số 3 của mình nó tên là buổi mặt trời lặn mặt trời lặn là mấy giờ 5 giờ hả năm à, 5 giờ rưỡi khoảng 5 giờ rưỡi hả phải không hay là 6 giờ còn ở bên đây có khi 10 giờ rưỡi nó chưa lặn <laughs> ở bên ở bên cái bán cầu này có khi 10 giờ rưỡi mặt trời vẫn còn sáng nhất là mùa hè còn mùa đông thì nó lặn rất là sớm có tí 4 giờ chiều đợi mặt trời đã lặn rồi do vậy cho nên là cái này là đang nói việt nam trời lặn thì thầy nghĩ chắc còn 6 giờ hả còn 6 giờ phải không trước 6 giờ tại vì uh, 6 giờ mấy 7 giờ là gà lên chuồng mất hết rồi thành ra ở đây à, uh, chúng ta đọc một cái bài dân hương quý vị theo cái bản dịch của hòa thượng thanh từ ha cuối mông chân trời ráng hiện tức là cái phần này là phần là dân hương ha phần 1 là dân hương, hương. cuối mông chân trời ráng hiện khói tụ non xa nó giống như thơ vậy nó giống như dạng phú vậy đọc lên nó giống như là mình đang đọc một bài phú một bài 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 thơ mà nó có vần điệu cuối mong chân trời ráng hiện khỏi tụ non xa thân đến đàn tràng thanh tịnh đầu lễ hiền thánh từ bi nó từng cụm từng cụm nó tương nó đối với nhau vậy đấy mong thấu lòng thành kính đốt hương báu hương này danh cao ở bồng đảo phẩm là ở lục dương đào phải trầm thủy dân từ lâm ấp, chẳng như uh, tô du cống hiến của đại tần, mùi hương xạ mùi hơn xạ hương ở phong huyện, vị quá ô trần long não, riêng chiếm giá cao bậc nhất, mùi thơm vượt hẳn các hương, hương báu vừa bay chiếu phạm, quân thần đàn thế giới lò vàng mới đốt xoay vần cái tụ thần lầu đài tìm đến càng thành tan ảo hóa ngửi mùi địa ngục hết chua cay nay mặt trời lặng thắp hương cúng dường là một bài thơ một cái bài mình dân rất là thiết tha quý vị thấy cái cái văn mạch nó rất là thiết tha và nó rất là nhiều hình ảnh trong này cho nên nó vừa là một cái công khóa tu học nhưng mà vừa là một cái um, cách diễn bày văn học cho nên các vị vua các vị sư ở cái thời bây giờ à, họ có một cái họ có một cái bề dày của văn học thành thử cho nên ở đây thì có vài có vài cái điều ví dụ như là thứ nhất là đàn tràng thanh tịnh đầu lễ hiền thánh có nghĩa rằng là cái nơi mà chúng ta làm lễ là cái nơi rất là thanh tịnh mà sự thanh tịnh nó không phải là do vì cái uh, cái nơi đó cái uh, cái nhà đó hay là cái chùa đó nó nó làm đẹp đẽ nó làm bằng những cái chất liệu uh, quý báu mà ở đây thì chúng ta biết rằng thanh tịnh có nghĩa là trong sạch ta đến với khi mà ta khi mà bắt đầu ta thực tập sám hối đó thì chúng ta đến bằng cái tâm rất là trống vắng không có một cái chút mong cầu hay không có một chút suy nghĩ gì trong này hết. Ta bằng một cái tâm chân thành. Cho nên khi chúng ta lạy đức tam bảo, ta chắp tay trước ngực của chúng ta, ta đem cái trái tim của chúng ta và ta đem lên cái đỉnh đầu của chúng ta. Có nghĩa là hành động ta đem cái trái tim và cái khối óc của mình. Và ta đem cả con tim khối óc và ta, 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 ta buông ra và ta lạy xuống thì ta lạy xuống rồi hai lòng bàn tay ta ngửa ra đầu ta hai chân hai tay mọp xuống dưới đất có nghĩa là ta cho hoàn toàn ta trở về với đất ta không có một cái gì giấu giếm ở đây ta có vụn về hay ta có những cái yếu kém ta đều ta đều bày tỏ một cách chân thành đó là thanh tình có nghĩa là chúng ta không có giấu cái gì hết và đức thế tôn kính thưa tổ tiên ông bà con có những yếu kém này con là một phần của ông bà tổ tiên do vậy cho nên con yếu kém thì ông bà tổ tiên cũng chia sớt. chung như cái phần yếu kém này cho nên chúng ta không có mặc cảm Nó không có gì thuộc về ta cả ta là một cái biểu hiện ta là một cái biểu hiện thôi à, sắc thân này nó không phải thuộc về ta từng hơi thở ta đang vay mượn của đất trời điều này đó là một cái sự thật chứ không phải một cái điều tưởng tượng do vậy cho nên nó không có gì thuộc về ta cả khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì cái lòng của mình bắt đầu nó lắng lại khi mà chúng ta còn có một cái mặc cảm một cái complex rằng tôi như thế này thế kia tôi không có sẵn sàng để chấp nhận cái sự thật rằng tôi thế này thế kia có những yếu kém này yếu kém kia thì lúc đó ta chưa có thanh tịnh có nghĩa là đầu ta cũng còn lu su bu còn suy nghĩ đầu này đầu kia thì chúng ta không cần thiết phải làm như vậy cho nên khi đến đàn Tràng thanh tịnh là như vậy cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh đàn Tràng thanh tịnh ở nơi đây tức là khi mà chúng ta chấp tay niệm cái bài tán bồ tát quán thế âm đầu cành dương liễu vương cam lộ bọc giọt mười phương rưới cũng đầy bao nhiêu trần lị tiêu tan hết đàn tràng thanh tịnh ở nơi đây vân vân có nghĩa rằng là ta đem hết cả cái thân cái tâm của ta có mặt cái nơi đây ngay ở đây, và cái thanh tịnh nó không phải là một sự, à, đợi chờ trong một tháng một năm, hay là một kiếp, ta tu thiệt giỏi, ta tu thiệt là thanh tịnh, thì nó mới là thanh tịnh nó không phải, ta còn đầy yếu kém trong trái tim của chúng ta, nhưng mà khi ta đến, ta đến bằng cái tâm lòng thẳng của chúng ta, và ta biết ta yếu kém thì ta biết ta yếu kém, ta trình bày yếu kém, ta trình bày yếu kém, đó nó gọi là thanh tịnh, cho nên cái đàn tràng, đàn tràng tức là cái nơi là cái practice center đạo tràng cái là cái nơi để thực tập đàn tràng là cái nơi để mà ta thờ ta ta ta, ta, ta dâng cái tấm lòng thành của ta lên thì nó có thanh tịnh hay không là do vì cái tâm thức của chúng ta nó bình an nó có mặt ngay bây giờ và đem hết cái 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 gì cái, cái chú tâm của chúng ta thì đã gọi là thanh tịnh thế này đó là thân đến đàn tràng thanh tịnh có nghĩa là Ta đến trước bàn thờ Tam Bảo, bàn thờ Tổ tiên với một cái tâm lòng không có một cái hidden agenda nào hết. Hidden agenda là một cái cái mưu cầu mà chúng ta 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 giấu giếm trong trái tim. Ta mong cho được cho ta, ta không có cái điều đó nữa. Và ở đây quý vị thấy khi đến dân hương đó, thì bằng cái tâm lòng thanh tịnh ha, thanh tịnh, thanh tịnh còn pure 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 thì ở đây một loạt cái hình ảnh đưa ra ví dụ như là bồng đảo lục dương đó là những cái hình ảnh ý muốn nói rằng à, hương thơm hương này đó nó không phải đến từ những cái danh cao phẩm lạ nó không phải đến từ lâm ấp lâm ấp tức là champa đó lâm ấp là champa tức là cái vùng mà từ à, từ à, ở phía trong quảng bình quảng trị Thừa thiên huế à, quảng nam quảng ngãi vân vân nguyên cái vùng đó đi vô trong thì nó gọi là lâm ấp lâm ấp là cái tên mà à, mà người người đại việt cũng như người hán gọi cho cái vùng champa lâm ấp nhưng mà trước đó thì nó gọi là tượng lâm trước đó thì gọi là tượng lâm thì nó cũng là Champa, Champa thì ở trong cái miền trong này nó thuộc vương quốc Champa. Thì ý muốn nói uh, tất cả những cái, uh, cái 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 hương thơm mà nó đến từ những cái nơi cao cấp tại vì cái vùng quảng ngãi đó là cái vùng rất là nổi tiếng về trầm hương. Ở Huế cũng vậy là cái nơi nổi nổi tiếng về trầm hương thì ý nói rằng là trầm hương nó quý nó không phải là đến từ những cái nơi nổi tiếng đó thì nó đến từ đâu Thì chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy rằng là à, những hình ảnh đưa ra là đại tầng thì những cái mùi hương thơm đại tầng đại tầng ở đây không à, là là cái danh từ xưa của cái nước la mã thôi à, mùi hương à, mùi hơn xã hương phong huyện phong huyện là một cái tỉnh ở hà nam trung quốc rồi hương vị cái vị thì nó, nó 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 hơn là cái hương thơm long não từ ô trần ô trần là một cái quốc gia nhỏ ở bắc 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 ấn độ vân vân đó là những cái danh từ xưa mà bây giờ thì chúng ta không còn nữa và và hương thơm trong tất cả các loại hương thơm quý nhất trên tất cả thế giới đó, thì cái hương thơm mà con cúng dường nó là hương thơm đệ nhất vượt hẳn hơn tất cả mọi hương thơm mà khi mà ta, ta đốt lên đó, thì khắp nơi xong toàn thế giới yeah, hương mà đốt lên nó là, là 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 hương nó được xong uh, khắp nơi ha. Xong khắp thế giới. Thì làm sao chỉ có một nén hương thôi mà chúng ta có thể xong khắp thế giới được? Thì cái điều này đó là một cái sự quán chiếu chứ không phải đơn thuần. Ví dụ như làm sao một giọt nước ra ta, ta cúng Đức Thế Tôn mà khắp mười phương thế giới cũng được thừa hưởng cái giọt nước này. Thì điều này nó cũng giống như là là chúng ta có một cái giọt nước ha. Một cái giọt nước. Đây là một giọt nước. Và giọt nước này nó rớt xuống đại dương. Đây là đại dương ha. Thì bản thể của đại dương cũng nó được là bằng nước. Bởi vì thế kịp không? Do vậy cho nên đây là một hình ảnh rất là đẹp. Do nước này nó rớt xuống đây. Thì nó có còn là nó nữa hay không? Thế là chúng nó không còn nữa phải không? Lập tức nó biến thành đại dương. Chúng ta không thể nào phân biệt được cái H2O này và cái H2O này khi mà hai đứa này nó trở thành một cũng như vậy ví dụ như ta có một cái niệm chánh niệm ha tức nghĩa là ta có một cái ý niệm mà rất là chánh niệm rất là ý thức sáng tỏ cái gì nó đang diễn ra thí dụ ta thở vào ta thở ra rất rõ ràng thì cái chánh niệm này với chánh niệm của một vị phật hoặc là một cái thể đại dương lớn chư phật thì cái này với cái này nó giống nhau do vậy cho nên chỉ cần chúng ta thở một hơi thở cái chánh niệm thì lập tức cái chất liệu và cái cái chất của một cái hơi thở chánh niệm nó hòa vào cái chất liệu của các vị phật thì nó trở thành một nó hay như vậy giống như là một cái ánh đèn chất liệu nó là ánh sáng nó thắp lên cái ngọn đèn nó thắp lên một ngọn đèn và ngọn đèn đó nó có thể giúp cho chúng ta soi sáng cả một căn phòng tối tăm cũng giống như là chỉ cần một cái hơi thở chánh niệm hoặc một giọt nước thì khi mà nó quay trở về với đại dương lập tức nó biến thành một một thể, do vậy, hương thơm, hương thơm chúng ta dân cúng đức thế tôn cũng vậy, một nén trầm được đốt lên với cái hương thơm, tại vì cái chất liệu hương mà chúng ta dân cúng với cái chất liệu thanh tịnh của các vị phật, nó đều giống nhau, nó có một chất giống nhau. vì vậy, cho nên chỉ cần, ta có niệm ta có định, ta có trí tuệ, ta có mặt trọn vẹn ở đây. Thì khi chúng ta thắp lên ngọn đèn, thì lập tức, và khi chúng ta thắp lên một nén hương, thì lập tức ngọn đèn và ngón hương, nén hương này, nó sẽ trở thành hòa vào cái năng lượng thanh tịnh của thế giới. Tại nó có cùng một cái property, nó có cùng một cái bản chất, nó cùng một cái chất liệu. Do vậy cho nên, hương mà chúng ta dân cúng, và bản chất thanh tịnh của các vị Phật trong thế giới trong cái thế gian này nó đều giống nhau do vậy cho nên chúng con chỉ cần mà nó khởi lên một niệm thì cái chúng ta đã có một cái sự một cái sự kết nối cho nên giống như khi mà trong cái bài mà 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 trước khi lạy Đức Thế Tôn năng lễ sở lễ tán công tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật ảnh hiện trung là như vậy có nghĩa rằng là ta đứng ở đây, đây ta đứng ở đây ta đứng chỗ này dễ là xấu quá nha ha không biết phải dễ làm sao ví dụ ta như thế này ta đứng chỗ này ta đứng này, rồi ông phật mình chỗ này tượng phật thôi cái tượng phật của chúng ta thôi nằm ở đây Ừ. Ví dụ Đức Thế Tôn đang ngồi ở đây Như là cái bông hoa đây Ví dụ vậy Thầy phải đi học một cái khóa vẽ <laughs> Chắc hồi nhỏ đi học mẫu giáo không có được học vẽ <laughs> Cho nên bây giờ vẽ không có được ừ. Đại khái Đức Thế Tôn ngồi đây Thì chúng ta chấp tay lại chúng ta lại Thì khi mà cái hướng khi mà chúng ta hướng về Đức Thế Tôn thập phương chư Phật ảnh hiện trong có nghĩa rằng là như là một cái màn lưới cái màn lưới như thế này lưới đế châu nó giống như vậy lưới vua trời đế tích thì mỗi cái mắt lưới á mặt lưới đế châu là lưới trên trời mà thì mỗi cái mắt lưới này nó có một cái hạt ngọc một cái viên ngọc được đính ở đây và chúng ta đứng đây thì trong mỗi cái trong mỗi cái hạt châu này nó đều có một hình ảnh của mình đây là một cái hình ảnh rất là đẹp cho nên là thập phương chư phật ảnh hiện trung. có nghĩa là ngã thử đạo tràng tôi đứng ngay cái đạo tràng này đứng ngay cái chỗ này như đế châu như là cái màn lưới này ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương chư phật ảnh hiện trung. ngã thân ảnh hiện chư phật tiền thì... có nghĩa rằng là, là đức phật phản chiếu vô này và con cũng phản chiếu vô này và hàng triệu hàng triệu hạt châu phản chiếu vô thế này thì con cũng được phản chiếu như thế này rồi ngài cũng phản chiếu như thế này cho nên là mỗi một vị phật có một con có một người là con đứng đảnh lễ cho nên lúc bây giờ không còn là chỉ là một cái con người đơn điệu đứng đây nữa mà chúng ta chỉ cần một một hành động lạy xuống với tất cả niệm trí thành và thanh tịnh không có cầu xin cái điều chi thì lập tức mình lại như vậy thì nó đã trở thành nó đã hòa với cái bản thể của tất cả những vị phật cho nên một lạy mà lạy cho đàng hoàng lạy cho chính chu lạy cho hết lòng thì nó có thể nó có giá trị tương đương như thế này tức là một mình lại và nó ảnh hưởng tới tất cả những cái, cái, cái hóa thân khác tại vì ta không phải chỉ có nằm ở đây không ta có thể có rất nhiều hóa thân thành thử cho nên đây là một trong những cái nhìn đây là hình ảnh văn học diễn bày rất là đẹp trong cái, 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 cái đoạn văn này thận khí lâu đài có nghĩa rằng đây là những cái hình ảnh thôi à, Cho nên là hương này đốt lên là cái chuyện gì xảy ra càng thành càng thành tan ảo hóa. Có nghĩa rằng là khi mà một niệm thanh tịnh một cái nén hương thanh tịnh hoàn toàn được thắp lên thì cái hương thơm nó xông khắp sắp giới từ dưới địa ngục cái những cái vùng nơi giam giữ những cái người hung tợn nhất gọi là càng thác bà địa ngục những cái nơi uh, vô cùng là xấu ác cũng được thơm lây cũng được thừa hưởng cái năng lượng thanh tịnh và bình an này cho nên cái, cái nén hương chúng ta dâng lên nó không phải chỉ đơn thuần là ta đứng đây ta đi ra kia ta có tiền ta mua về một nén hương ta đốt lên rồi ta là người cúng phật ông phật là người được cúng rồi chỉ mặc nói rằng ông phải nhớ ông phải phù hộ cho tôi nó không phải vậy tại vì chúng ta không phải làm làm một cái vụ cái việc một cái hương vụ một cái cuộc trao đổi tôi có hương còn tôi cúng ngài và ngài phải có trách nhiệm là bảo hộ cho tôi nó không phải như vậy mà nó là một cái phương tiện bày tỏ tấm lòng thành nó là một cái món quà là một cái, cái phương tiện cho nên là năng lễ sở lễ tánh không tịch là như vậy người uh, tam luân không tịch tức là cái người cúng và cái người người đốt nén hương và cái người được nhận nén hương và cái nén hương nó phải là không tịch không tịch có nghĩa là nó, nó vắng lặng không có một cái agenda nào cả nó không có một cái ý niệm nào uh, uh, một cái mưu mô nào ở trong cái hành động thắp nén hương đó quý vị hiểu hả cho nên nó rất là thanh tịnh trong sạch không phải rằng là, là mình nói rằng là tôi mới đi quảng ngãi về đây là nén hương trầm từ trên rừng người ta đi điệu về rất là quý và nén hương này tôi mua hai chục chai hai chục chai tức là hai chục triệu à, nói ngôn ngữ việt nam cho dễ hiểu rồi có khi người ta nói hai chục củ không biết hai chục củ là bao nhiêu rồi hai chục tỏi là bao nhiêu thầy không biết đại khái vậy, vậy, đại khái là mình muốn nói với đức thế tôn nói rằng là hương này quý lắm tôi bỏ ra rất nhiều tiền để tôi mua và cúng cho ngài cho nên ngài phải ghi nhớ điều này thì có nghĩa rằng là chúng ta đem ta đem cái giá trị của cái vật nó cái gọi là tam luân không tịch ha tam luân tam luân tức là cái vật cúng này rồi người thanh tịnh vắng lặng ha thanh tịnh tức là nó trong sạch nó không có một cái hidden hidden agenda nào hết nó không có một cái criteria nào để cho chúng ta nương vào nó vắng lặng không có một cái ý niệm gì hết thì cái đó là cái cách cúng dường cúng hương không phải là chúng ta đem cái của thiệt là quý nói này thầy đây là cái chiếc xe Lamborghini mà con mua 200.000 đô cúng cho thầy có không cái đó thì thầy tưởng tượng tôi chắc không có đâu hả thầy phải nhớ điều này hoặc là quý vị tỷ phú nào thầy có biết không đây là một triệu đô la nó cúng cho thầy thầy làm cái chùa này thầy phải biết tôi là cái người cúng tôi là người cúng thầy phải biết tên tôi dán trước bảng cửa chùa đó thay vì chùa đó tên là chùa Tâm Kim Cương thì quý vị đề cái chùa là Nguyễn Thị gì đấy và bước vô thì thấy cái tên của con người kia nó lớn hơn là cái tên của Đức Thế Tôn thì cái đó là không có đúng và người nhận nếu mà người nhận thấy cái người cúng như vậy mà tỏ lòng khúm núm sợ hãi biết rằng ồ cái người này đang cúng cúng cái vật quý giá như vậy rồi cái mình trở nên rất là sợ hãi và mình đưa con người ta lên mây thế thì cả ba cái con người này cả ba cái, cái 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 hiện tượng này trong cái việc cúng dường nó không có ý nghĩa gì cả đó là trong cái kiểu của Phật giáo dạy cho chúng ta cách cúng dường do vậy cho nên việc cúng dường là cái việc thực tập, tập hiến tặng mà hiến tặng một cách vượt bờ beyond of the beyond tức là thoát ra ngoài những cái những cái, cái ý định ý đồ trong đầu của mình không có một cái suy nghĩ gì hết nó gọi là không có không có điều kiện không có điều kiện ta cúng thôi ta hiến tặng thôi ta cần ta thấy ta hiến tặng thế thôi giống như hôm qua thì chia sẻ có một vị thiền sinh đi đến một khóa tu ông ta là một tỷ phú lớn ở hồng kông nói rằng bây giờ tôi có nên đem của cải làm cái di chúc cho con tôi bây giờ hay là đợi khi tôi chết và ông cũng có ý định là cúng cái trung tâm cúng một số tiền bao nhiêu trăm triệu đô la cúng vô cái tu viện ở bên úc cho một vị thiền sư Đó tên là ajanprat thì cúng vô như vậy đó thì tôi có nên cúng bây giờ hay là tôi chỉ để cái tên trên di chúc đợi khi nào tôi chết rồi tiền này nó mới đi vô trong tu viện là như vậy có nghĩa là nó có một sự sắp đặt tính như vậy thì quý thầy nói rằng nếu anh cúng bây giờ anh cúng 100 đô cũng được nếu được thì anh cúng bây giờ tại vì bây giờ khi anh cúng giường là anh anh đang luyện tập cái thói quen buông bỏ luyện tập cái thói quen chia sẻ luyện tập cái thói quen đó thì khi mà anh có cái thói quen đó rồi thì dù cho gì một trăm năm sau anh chết đi chăng nữa thì cái thói quen đó nó mới trở thành thuần thuộc nó nhuần nhuyễn. Chứ còn bây giờ chúng ta còn đang tính toán, lo, lo lo lắng trong đầu của mình, đợi tới lúc chết thì cái sự lo lắng nó nhiều hơn là cái sự buông bỏ. Và buông bỏ vật chất thì rất là dễ nha. Đối với vật chất buông rất là dễ, nhưng đối với những cái tư, tư tưởng trong đầu của mình buông rất khó. Do vậy buông có được, hãy buông ngay bây giờ. Mình trong lòng có những cái suy nghĩ sai lầm những cái mặc cảm low self-esteem hoặc là high self-esteem tất cả đều là perception mà perception một cái perception là những cái sai lầm nó do cái tư tưởng của mình và là do một cái ego sense tức là do cái tôi của mình mình có một cảm giác mình có một cái sở hữu nào đó cho nên luyện tập bỏ hãy bỏ ngay bây giờ nếu không bỏ được bây giờ thì đừng cái hòng mà bỏ ở cái thời điểm nào hết tại vì buông bỏ là một thói quen nếu không bỏ được thì đừng có nói chuyện là để đợi tôi năm 10 năm sau 20 năm sau 30 năm sau tôi già rồi tôi buông bỏ đừng có hòng tại vì sao tuổi già nó tỷ lệ nghịch với trí tuệ nếu mà chúng ta tu cái đàng hoàng có nghĩa rằng á ta hỏi mình á cái tuổi già của mình á cái tuổi của mình á nó nó có bằng với cái trí tuệ của mình hay là nó đi ngược lại với cái trí tuệ đây là một cái công thức tỷ lệ nghịch có nghĩa rằng á cái này nó càng tăng cái này nó sẽ giảm thông thường như vậy chúng ta không tu tập á, không tập thành một cái thói quen nâng cao trí tuệ thì tuổi của mình nó tăng lên á thì cái đầu mình nó giảm xuống thì cái gì nó còn nó gần cho tới một lúc nào đó giữa cái tuổi già mà nó bằng zero thấy không tại khi nó chết ngắt rồi thì cái này nó zero thì cái này nó là zero Nothing. cho nên thưa đại chúng tuổi già của chúng ta nó tỷ lệ nghịch nó tỷ lệ nghịch với trí tuệ của mình ha wisdom của mình cho nên cái này là một cái công thức toán học thì dễ hiểu vậy thôi cho nên ý nghĩa là như vậy cho nên thưa đại chúng chúng ta phải luyện ngay bây giờ thực hiện trí tuệ là một thói quen chứ nó không phải là gì cả và đức thế tôn ngài đã có cái thói quen ngàn đời cho nên ngài rất là dễ dàng buông bỏ ứng xử rất dễ dàng còn chúng ta càng già thì cái gì còn lại còn cái gì đó, cái tự hào nó đi theo Thiệt là như vậy Rồi cái gì nữa Cái thói quen nó đi theo Cái thói xấu nó đi theo Tập khí nó đi theo Càng lớn tuổi càng già Coi chừng tới chùa Càng nhiều chuyện Nói như vậy là mấy bà già giận thầy thiệt đấy. Nhưng mà thật ra nó là như vậy từ gì không có để ý Đi tới một cái đám đông nào cũng vậy Mình vô cùng là nhiều chuyện Rất là ồn ào huyên não Có khi chúng ta không có để ý tại vì sao tại vì chúng ta nghiễm nhiên ta là ông già đứa nào dám nói đứa nào già bằng ta ta đủ thông minh ta đẻ tụi nó ra được vâng vâng thùy ra cho nên có khi cái càng tuổi nó càng già nó càng chướng nha. Phải nhớ điều này và cái điều này là mình phải thấy thì mình mới thay đổi được cái điều này là thầy nói để quý vị cảm nhận chiêm nghiệm chứ không phải chỉ trích hay lên án tại vì chỉ trích trên án nó không giải quyết được điều gì cho nên đây là cái điều chúng ta phải thấu hiểu bản thân mình cũng vậy lúc 5 tuổi 7 tuổi ta giận đó ta quên đó có phải không quấn lộn xịt máu xịt mũ khóc lóc xịt máu cao nhưng mà qua ngày hôm sau nó chơi với nhau quấn rách mặt rất mày như vậy đó nhưng mà một lát nó thì nói chuyện với nhau có phải không quý vị có bao giờ mà vẽ cái mức dưới đất rồi mày đạp qua cái mức đó đi mày làm cha tao rồi mày đánh nhưng mà đánh một hồi rồi cũng là chơi chung với nhau hồi nhỏ là như vậy nhưng mà lớn lên một chút ví dụ lớn lên một chút cái tuổi 18, 19 tuổi nó học chung một lớp mà nó, anh chàng này anh thích cô nàng kia đố mà có thể mà ta thứ được phải không bắt đầu cái nâng cấp cái tính sở hữu nó lên một chút nữa không phải không cái này là bồ tôi anh mà động vô là chết với tôi, có phải không? Rồi chia thành hai phe sớm trên, sớm dưới đánh lộn như nhau chỉ vì một đứa con gái. Chuyện này nó có xảy ra ở Việt Nam rất là dễ thương. Có nghĩa là tuổi nó càng tăng nó càng tăng lên là cái thói quen nó càng tăng lên. Và cái tính cố chấp nó càng cứng hơn. Nếu mà chúng ta không để ý, không nên phát triển năng lực trí tuệ, một con người có trí tuệ là con người thân tha Còn nếu mà chúng ta không có để ý mấy cái chuyện này thì thì từ cái việc nhỏ nhỏ như thế này dân hương cúng Phật cái chuyện ta đi chùa chúng ta cúng dường cho chùa ta hình thành một cái nhân cách nếu chúng ta đi đúng đường thì tới một lúc nào đó thì lòng ta nó nhẹ như mây tại vì nếu mà còn kẹt một cái chuyện này thì càng cúng dường càng đi chùa càng khó ưa lạ lắm ta không cúng đồng nào đó. thì lòng ta nó nhẹ nhưng mà là ta bỏ tiền vô ta cúng rồi bắt đầu lòng ta nó nặng triệu rằng người ta không nhận công nhận giá trị của tôi rằng ông thầy đó coi tôi không ra gì nhưng thực chất tôi có ra gì đâu mà coi ví dụ như vậy mình là cái gì rồi chưa nói tới cái chuyện là mình bỏ tiền ra rồi mình sai sự ông thầy thành ra cho nên thành ra cho nên cả thầy lẫn trò đều thất bại trong cái chuyện này và thậm chí thí dụ như thấy người đại gia nào đó bước vô chùa những người mà hay cúng dường vồn vã tới rất là bước ve chẳng hạn thì làm như vậy có nghĩa là chúng ta đưa cái nâng cao cái con người này này cái tôi này đưa lên và cái phẩm chất trí tuệ bắt đầu nó giảm xuống tại khi một cái tôi mà nó xuất hiện thì cái trí tuệ của mình bắt đầu nó giảm xuống Tại vì trí tuệ nó đi ngược lại với tri giác sai lầm. Cho nên càng có tri giác sai lầm về một cái tôi, một cái ngã thì rõ ràng trí tuệ càng ngày nó càng teo tóp ra lại. Tóm lại, thưa đại chúng, cái bài dân hương này là chúng ta hết giờ. <laughs> nó hay lắm, thưa đại chúng, nó chút xíu thôi, nhưng mà thấy nó nó tuyệt vời. Như vậy, thưa đại chúng, tóm lại, một bài dân hương của vua trần thái tông làm ra có rất nhiều hình ảnh văn học và hình ảnh thi ca và chỉ cần lắng lòng lắng lòng nghe được cái mùi hương đó ngửi được cái mùi hương đó thì lập tức chua cay bao nhiêu là chua cay trong cuộc đời nó lắng dịu xuống giống như chúng ta mà ghiền dầu xanh việt nam người việt nam thích dầu xanh phải không nghe cái mùi dầu xanh một cái tự nhiên hết bệnh quý vị nào mà nghe không được là nghe là nó nó rất là khó chịu như những người đã kiêng dầu xanh rồi dầu xanh hiểu con ó đó. không biết bây giờ nó còn con ó hay không em nó thành con đại bàng tôi không biết thì có những cái dầu thơm mà chỉ cần sức lên thì nó nó thông thông suốt thì hương cái hương mà đức thế tôn dạy hương mà chư tổ dạy đó là ngũ phần hương tức là hương giới hương định giới hương định hương tuệ hương giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương tức là vượt thoát mọi cái cố chấp trong đầu của mình là hương và hương thơm đó là vốn là thanh định nó không có cái 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 màu mè ở trong đó nó không có cái hương thơm cái kiểu mà ngọt ngạt trong đó thì có thể con xịt coco number five thì nghe cái mũi nó nông hết nhưng mà chỉ cần có cái hương giới hương định hương tuệ thì cho dù ba ngày chưa tắm nó vẫn thơm như thường không biết <laughs> quý vị tức là con người vẫn nhẹ nhàng nó không có vấn đề gì Thành thử cho nên à, đây là cái bài bài kệ dân hương mà chúng ta đọc qua tiếp đến đó là bài khải bạch. Xin đại chúng mình đi qua cái bằng phần khải bạch. thì khải bạch nó cũng có vài cái chi tiết. chúng ta không đi nhanh hơn một chút nữa thì sẽ hết giờ. phần thứ hai khải bạch ha. khải bạch. tâu bạch ha. mình bạch cái gì? mình bọc bạch cái gì? và những cái bài dân hương giống như là dân hương kệ dân hương kệ dân hoa hiến dân hoa rồi bạch vân vân, đều là những cái bài thêm ngôn và nó giống những cái bài trước thành ra chúng ta không có tốn thời giờ. Thì ở cái nội dung cái phần khai bạch này chúng ta thấy nó cũng có một vài cái chi tiết mà chúng ta cũng cần phải uh, uh, lưu tâm. Thứ nhất là quý vị có thể tự đọc ha, uh, thầy không có đọc nữa nó tốn thời giờ. Thứ nhất đó là cái gì? dùng cái gọi là trí tuệ ha trí, cái đau trí tuệ gọi là tuệ đau một cái tuệ đau tức là dùng cái gươm trí tuệ gươm trí tuệ nó đối với cái, cái gì? quạt gió từ ha cái quạt gió từ gió từ tức là từ phong á tức là ngọn gió mát mẻ thanh lương ta đem gươm trí tuệ của chúng ta kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư vung kiếm vung kiếm tuệ ở rừng già quạt gió từ vào nhà lửa thì thế là chúng nhà lửa tức là cái hình ảnh trong kinh pháp hoa phẩm thí dụ đang nói tới ta bà chúng ta đang ở trên nhà lửa bị tham sân si nó đốt cháy bị những cái cái đam mê trong cuộc đời mình nó nó thôi thúc và nó đánh mất mình và chúng ta đang chết dần chết mòn tại vì tham sân si là ba cái chất độc mà độc này nó không chết một lần mà nó thấm từ 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 từ, chết từ 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 như vậy do vậy cho nên là ngọn gió từ bi rất là cần thiết cho đời sống của ta cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng đời sống tu tập nó phải có một chất liệu tươi mát càng tu mà càng nhăn nhó khó khăn thì có nghĩa là chúng ta đi không có đúng đường trộm nghe ráng đỏ phủ đầu non mặt trời vừa gác núi đầu thành giọng ốc thổi buồn thiêu ốc tức là tù và đó tức là ngày xưa người ta chiều về người ta hay thổi cái con ốc ở dưới biển đó nó làm cái, cái tù và một cái tù và nó thổi dòng ốc thổi buồn hiu chày nền ngoài rèm nghe ảm đạm tức là người ta giả gạo để cày giả gạo nghe rất là ảm đạm thình thịch thình thịch như vậy thuyền chài quay lại bến cất tiếng hát chiều có nghĩa là tất cả mọi người đi về buổi chiều đi về chim bay trở về rừng nhẹ nhàng vỗ cánh phờ phạt đàn cò đậu bãi cát tiêu sơ bờ liễu dế ngâm ngâm sầu tức nghĩa rằng là là những cái hình ảnh một buổi chiều dế kêu rồi rồi con cò thì nó đi ăn cả một ngày bơ phờ nó bay về chim về rừng rồi dế bắt đầu nó kêu rất là rền rỉ đồng rộng lập lèo vài đóm lửa trời cao lơ lửng trăng lưỡi liềm bắt đầu nó hiện ra khung cảnh chiều thôi rồi cái chi cửa phên hờ cửa phên à, cửa phên hờ khép gà vào chuồng có nghĩa rằng là à, những cái chuồng gà mà có những cái phên phên tức là là tre đó người ta đang là thành từng miếng từng miếng dòng trên cái cửa nó không phải là cái cửa là một cái miếng tre thôi người ta dựng trước chuồng gà nhưng mà người ta hép khép hờ thôi rồi để cho con gà nó chui vô trong chuồng đèn à, đèn lửa chưa lên trâu lại ngọ tức là bắt đầu trâu bò đồ về nhà tới là tả cảnh buổi chiều thôi lữ khách thúc ngựa chạy như tên bắn thuyền về chèo gấp nhanh tờ thôi đưa À, tờ, tờ, đưa à, thôi đưa có nghĩa rằng là, là cái, cái tấp nập biển bày một cái việc tấp nập và tăng tăng tốc lên ban đầu nhẹ nhàng nhẹ nhàng rồi nó tăng tốc tăng tốc lên tại vì người ta phải về trước khi trời sập tối nếu mà trời sập tối rồi thì khó mà cởi ngựa khó mà chèo thuyền do vậy cho nên người ta phải đi từ cái ánh sáng người ta đi vô cái bóng tối ví dụ đây là bóng tối thì đây là cái giao thoa giữa buổi chiều thì người ta vội vàng ta vội vàng tới đây thì tập ta, ta đi nhanh hơn một chút nữa ta đi vào bóng tối chìm vào bóng tối đây là cái diễn bày cái hình ảnh như vậy ha thương thay kẻ mê thương thay kẻ mê lại vào đường tối tức là tội nghiệp quá chúng ta từ bóng ánh sáng nay là ánh sáng ha rồi chúng ta đi vô đường tối tối đây là một cái hình ảnh và trần thái tông nó thương thay kẻ mê lại thương thay kẻ mê lại vào đường tối ngày sáng trưng còn chẳng biết lối đi tức là ở ban ngày sáng như thế này mà cũng chưa chắc thì mình biết lối đi đêm càng tối lối về nhà quên bạc đây là hình ảnh rất là đẹp và nhóm người kia không đủ mắt cảnh này quyết hẳn kẻ quên đường và đã là đi vô cái đường tối mà còn không có ánh mắt nữa thì đây là diễn bày tâm trạng của chúng ta chứ không phải cái người kia các phật tử phải nhớ vô thường nhanh chóng chớ tham phù thế xa hoa cần kiếp kéo mũi xoay đầu chớ để buông tâm phóng chạy mỗi ngày soi sáng bên trong không cho theo cảnh tìm ngoài nếu tri âm hãy mau tiến bước đệ tử trong con kính tưởng thời này làm lấy làm lễ khóa mặt trời lặng. đây là một cái văn chương nó nó rất là thiết tha và bay bổng đó thì ở đây có vài cái điều mà chúng ta thấy thứ nhất là cái gì thứ nhất là gì kẻ mê lại vào đường tối ngày sáng không biết lối đi đêm càng tối mà quên bản lối về nhà đây là cái hình ảnh như đây là một cái tiếng chuông cho chúng ta thì quý vị thấy khi thấy hoàng hôn nó đang xuống á khi thấy hoàng hôn nó đang xuống như thế này đó đối với chúng ta là làm gì chạy xe lẹ 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 về nhà nấu miếng cơm ăn à? có phải không còn đối với những cái người tu tập họ nhìn họ thấy như thế này tự nhiên lòng ảo não một ngày đã qua và chúng ta đã chấm dứt một ngày bây giờ đi vào bóng tối vào ban đêm thế là chúng ta về nhà làm cái chi làm giấc cho làm cái gì nữa phải không đâu còn làm cái gì nữa rồi một ngày đã qua đời sống ta bắt đầu nó ngắn lại ta có một ngàn ngày để sống nhưng mà bây giờ ta bắt đầu ta tiêu hoa tiêu, tiêu pha từ, từ 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 cho nên cái quỹ thời gian chúng ta trên một cái trục như thế này ví dụ ta sinh ra ở điểm a và ta sẽ mất đi ở điểm b thì càng sống ta càng sống thì ta càng tiến gần tới cái chết và cái chết càng ngày càng nhanh càng ngày càng nhanh cho nên ban đầu thì chúng ta dung văn dung dẻ Lứa tuổi trẻ 20 tuổi một từ sinh ra cho tới 20 tuổi ta có thể không có để ý gì hết thời gian ra rất là chậm bắt đầu vô cái tuổi trung niên bắt đầu chúng ta thấy thời gian nó đầu nó đi nhưng mà bước sang cái tuổi U50 rồi Bắt đầu quý vị thấy nó ngắn lại Nó ngắn lại, nó ngắn lại 60, 70 Và nó như là một tên một cái tên lửa đi ngang qua Một cái tia lửa đi ngang qua Một đời người Như một chấp nhoáng Do vậy cho nên thiền sư à, Có một vị thiền sư Ngài tên là à, Ngài tên là Thầy có viết ra ở đây Thiền sư ở bên Trung Hoa, tên là y am mỗi lần mà ông thấy mặt trời nó lặn xuống ông đứng đó ông khóc ông khóc sướt mướt vì ông thấy rằng cái đời tu hành của ông nó chưa có thành tựu thì một ngày nó đã khép lại đối với con người tu họ thiết tha họ mong có một cái sự học hỏi đến mức độ như vậy còn ta thì sao ơi bữa nay hết rồi oh, sướng quá rồi oh, lăn xuống ngủ ờ, oh, ngủ rồi sáng thức dậy oh, e ờ oh, e là chúng ta đi làm oh, đi làm vô thì cũng lặp lại cái chuyện đó cũng làm những bấy nhiêu việc đó rồi chiều chiều rồi thôi đi về về rồi ngủ rồi cứ vậy đó nó quay cuồng mà ngày nó qua ngày kia mà đời sống ta thì nó càng ngày nó càng ngắn lại thế thì ta có hỏi ta đã làm gì cái đời ta ta làm chi đời ta hầu như là ta không có hỏi phải không hay là cùng lắm rồi ôi sao sẽ làm hoài mà nó không có giàu làm hoài mà làm hoài mà giống như tiền mà vô nhà khó như gió như nhà trống không có thấy giàu gì hết làm đầu này nó chảy ra đầu kia <laughs> ta hỏi cái chuyện đó thôi có bao giờ ta hỏi rằng ta đến nhân gian ta làm cái chuyện, cho nên quỷ thời gian của ta nó khép lại một ngày thì đây là một cái hiện tượng như một tiếng chuông bon lên cho mình nhưng mà mình không có thấy đối với chúng ta thì ta thấy là ta xong nhiệm vụ một ngày rồi ta mừng lắm rồi nhưng mà đối với sự nghiệp tu tập của một con người muốn mong cầu tiến bộ hơn trên con đường giải thoát muốn nâng cấp trí tuệ thì thưa đại chúng khi thấy một ngày đi qua là chúng ta thấy cơ hội chúng ta dần khác lại ta làm được cái chi ta đã làm chi rồi giống như nãy giờ nói hết một tiếng đồng hồ rồi chứ đâu có ít vân vân thì chúng ta đi vô rồi ừ. ngày trần thái tông nói cái gì ban ngày sáng trưng như thế này ta còn không thấy đường ta sống bây giờ ta vô bóng tối thưa là còn là gì nữa như một người thiếu mắt ở đây ngài dùng cái từ là cụ trần thái tông dùng cái từ là là bất cụ nhãn nhân bất cụ tức là một người không có đủ mắt bất cụ nhãn nhân tức là con người không có à, không có đầy đủ tức là đầy đủ Cụ túc đầy đủ như một con người không có mắt là chúng ta có mắt ở đây nhưng rõ ràng ta liệu chúng ta có phải là chúng ta có mắt không? Có những cái ta thấy, có thực sự ta có thấy không? Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra ngàn mắt ngàn tay. Ánh mắt hiện tượng trưng cho cái trí tuệ cho cái thấy của mình. Rồi bàn tay tượng trưng cho hành động. Thì liệu chúng ta có hai con mắt nhưng mà chúng ta có thấy hay không? Cái bông hoa trước mặt ta có thấy hay không? Người thương trước mặt ta có thấy hay không? và những cái già nó đến nó thăm hỏi ta từng ngày ta có thấy hay không hay là ta vội vàng ta che đậy cái già bằng phấn nụ hồng phấn bông lúa vân vân hay là ta nhuộm thêm một lớp tóc một cái lớp nhuộm nào đó nó che với cái già cái đây chúng già là một cái gì là một cái món quà đáng để tự hào rằng ta đã sống đến từng ngày hạnh phúc chứ hả phước lành ta có cho nên sống tới giờ như này nhưng có khi chúng ta rất sợ hãi với cái già và thế nào mình cũng già thế nào mình cũng phải bệnh thế nào cũng phải chết và ta đem lên đem đi tất cả những gì ta trân quý hôm nay tất cả những gì ta 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 ta, ta, ta có hôm nay ta đều phải bỏ lại cho trần gian cho người khác xài ta chỉ đem thôi đem theo cuộc đời một cách duy nhất đó là nghiệp thức của ta thói quen của ta đó là Đức Thế Tôn nói như vậy. Do vậy cho nên đời sống của chúng ta có khi chúng ta không có khi còn hai con mắt này nhưng mà chúng ta sống như là một người không có mắt đi vào bóng tối. Đây là hình ảnh nó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng liệu hai mắt ta ta có đang sử dụng hay không? Hay là con mắt của ta nó đỏ kè do vì người ta chọc mình một câu lộn gan lên đầu. Rồi chúng ta không bao giờ có cái cơ hội ta nhìn lại cho đời mình cho nên trần thế tông nhắc là gì hãy nhớ vô thường nó qua rất là nhanh hãy cẩn thận Vào một cụm từ khác mà ngài nói là cái gì tự hồi quang nội chiếu rất là hay tự hồi quang nội chiếu tức là tự mà quay đầu lại đó là như vậy tự hồ, tự hồi quang ở nội chiếu so sánh bên trong thì nghĩa rằng là chúng ta chúng ta có quay về tự bên trong này mình dùng cái ánh đèn để mình rọi coi thử ta đã làm cái điều chi đối cho đời này rồi ta làm chi đời ta ta làm chi cho cuộc đời này ta đóng góp cái gì cho xã hội này trong một ngày 24 tiếng đồng hồ giờ này thì ánh đèn đã lên và Ánh mặt trời đã mặt xuống vắng mặt lặng mất và chúng ta còn lại mưa đi trong đêm ban ngày đã không thấy ban đêm làm sao thấy ta còn cắm mắt nâu giống như cái anh mù kia đèn của anh đã tắt từ lâu rồi anh ơi quý vị biết câu chuyện đó phải không cho nghĩa rằng là hai người bạn có một anh chàng mù đến một nhà bạn chơi ở lâu quá tới khi mà mặt trời về lúc ra về thì trời đã tối Anh bạn mà có mắt sáng Mới đưa cho anh bạn mù một cái đèn Anh hãy cầm cái đèn này ở Đi về thì anh bạn mù kia cười ngất Anh điên hay sao Tôi là con người mù cần gì cái đèn Thì anh chàng sáng mắt Anh nói rằng không phải là cho anh Mà cho người khác thấy Đừng có người khác thấy anh đang đi Rồi người ta đừng có đụng vào anh Thì anh đang đi một lúc Thì có một người đâm sầm vào ảnh Một lúc bật ngửa ra nói nó, thì cái anh mù này anh nó nổi sân lên nó, nó là bộ anh điên hay sao anh đuôi hay sao không thấy cái đèn của tôi mà anh đụng tôi như vậy thì cái người đi đường họ nói rằng ô đèn của anh đã tắt từ lâu rồi chúng ta cũng vậy khi sư phụ trao cho ta một cây đèn có khi chúng ta tưởng rằng ta có cái đèn đó rồi là nó ngon lành rồi nó an toàn rồi nhưng chứ không là chúng coi chừng cái đèn của chúng ta nó tắt từ lâu rồi ngồi lạnh từ lâu rồi cho nên ý chí tu học của chúng ta có khi có khi nó bắt đầu nó lắng nó vắng bạc nó không còn một sự đam mê nào nữa cho nên ủ cần thay tông chúng ta có quay về để nhìn thấy bên trong hay không đây là một bài đây là cái câu vô cùng là đắt giá rất là trọng tâm hồi quan cảnh tỉnh hồi quan phản chiếu bốn phần sự đây là cái câu mà hòa thượng thanh từ rất rất là thích dạy cho đại chúng của thiền pháp trúc lâm thời bây giờ trong này nó xuất phát từ đoạn này hồi quan phản chiếu hồi... hồi quan hồi quan nội chiếu chiếu bên trong bên trong là bên nào đây hay thầy nói là bên trong thì thay hay chỉ như thế này nhưng mà có phải trong này không bên này có cái chi <laughs> Thưa đại chúng quay về bên trong bên trong ha? bên trong có nghĩa là bên trong cái cây đèn đó bên trong cái vùng ánh sáng đó quý vị hiểu hả chứ không phải khi thầy nói là quay về bên trong là cái tự nhiên cái mình chui vô trong bụng mình kiếm cái gì đâu này cái tô phở còn tiêu lỡ dở trong này chứ có cái gì đâu phải không <laughs> cho nên như là chúng quay về bên trong có nghĩa là mình quay về với cái vùng năng lượng ánh sáng này nè tự mình soi cho mình tự mình thắp lên cây đèn bên bên bản chất của cái sự sáng nó nằm dưới cái vùng ánh sáng tự nhiên của nó quay về bên trong là như vậy có nghĩa hay nói một cách khác là quay chánh niệm trở về những cái gì mới đang diễn ra thì chúng ta trở về cái vùng năng lượng tỉnh thức biết rõ là chánh niệm đó đó thì nó gọi là nội quan nó gọi là nó gọi là hồi quan là nội chiếu là như vậy ha cho nên xưa giờ danh từ nó rườm rà vậy thôi nói danh từ hiện đại thì chúng ta dùng ánh sáng chánh niệm ta quay về ta biết ta là chánh niệm ta an trú ngay ở trong chánh niệm thế thôi không cần nói gì hết ví dụ ta thấy ta thấy rõ đây là một cái bút ta biết đây là cái bút thế thôi ngưng lại rồi đó không nói gì nữa hết khi chúng ta giận ta biết rằng là ta đang có một con giận ta dừng lại chỗ đó thôi Hồi ta chỉ ta chỉ biết thôi ta an trú trong cái biết này thôi bên trong cái biết đó thôi nó gọi là nó gọi là nội chiếu tự bản thân đó. Cho nên ta dừng lại ở cái này. Cho nên khi chúng ta giận chỉ cần làm một việc là ta biết ta đang giận. Ta hãy dừng lại. Ta là cái biết. Giận là cái mà ta đã thấy. Ta đang biết nó đang diễn ra. Không có theo nó. Chỉ dừng lại ở cái vùng năng lượng này thôi. Là đủ ăn rồi đó. Vấn đề đã được giải quyết đó. Nếu còn không là chúng ta không giải thích phân tích nó chi ly ra ra là chúng ta sẽ đi xa rất là xa ta đi rất là xa là chúng ta sẽ tắt ngắm đi cái vùng năng lượng nội chiếu này do vậy cho nên thưa đại chúng năng lượng nội chiếu đây là hồi quang nội chiếu là quay về với cái vùng năng lượng tự thể của ánh sáng tự thể của giác tính nó gọi là hồi quang nội chiếu Và tóm lại cái đoạn này thứ nhất là gì ta có đầy đủ ánh mắt hay không ta có đầy đủ mắt hay không hỏi mình mình có đang có ánh sáng hay không ta có hai con mắt mắt ta còn thấy hay không hai con mắt thịt ta còn thấy hay không và hai những con mắt trí tuệ của ta trong nay này, nó còn hoạt động hay không đó là điều ta phải biết ta có hai con mắt mà ta không sử dụng thì cũng như mù phải không cho nên chúng ta có đang sử dụng hai con mắt mình hay không? Giống như Đức Thế Tôn nói, giống như là Tổ Long Tế nói là gì? Lục đạo thần quang. Tức là sáu cái con đường, sáu cái 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 cái, cái, cái cơ quan mắt tai mũi lưỡi thân này nè. Là sáu cái con đường làm tỏa chiếu hào quang. Có nghĩa là mắt ta có nhìn ra được ánh sáng hay không? Hay là ta nhìn đâu nó cũng tối hù. Nhìn cái mặt ta giống như là cấp điện nhà cúp điện thì giống như là Aladdin mà không giải cứu được ông thằng đèn nằm ở trong cái cây đèn bao nhiêu năm tháng tối hù thì ta cũng vậy có khi chúng ta không có giải cứu ông thằng đèn chúng ta ra ta có cái đèn rồi ta để lên tủ ta chân đó thôi ta có hai con mắt sáng ta để ta chân cho nó đẹp thôi cùng lắm thì ta quẹt một chút mắt ra lên cho nó xinh xinh chút vụ này mấy bà biết rõ hơn cho nên nhiều khi chúng ta không có nhìn ta ít khi ta nhìn một cách sâu sắc sáng thức dậy ta nhìn mặt trời lên sáng thức dậy ta ngắm một bông hoa ta nhìn người thương của mình ta nhìn những cái gì nó xung quanh vô cùng dễ dàng hay là ta nhìn đâu cũng hằng học nhìn đâu cũng tối thui giống như trong cái trường hợp tô đông pha nhìn đâu cũng thấy chỉ là phân mờ cho nên ánh mắt của ta nó có cái màu gì thì nó sẽ thấy thế gian về cái màu đó là inside out you are what you eat. Tức là mình là cái gì nó biểu hiện từ bên trong mình 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 mà tiêu thụ cái gì thì nó hiện ra là mình. Thành ra điều thứ nhất là ta có mắt sáng hay không. Điều thứ hai mà thầy ghi chú ở đây là gì? Chúng ta có thấy được mọi thứ nó đang thay đổi hay không? Tại vì thay đổi là tuyệt vời. Vô thường là sự sống. Chúng ta có thấy sự sống nó đang thay đổi hay không? Ta thấy cái con người mà làm ta giận 10 năm trước nó đang thay đổi hay không? Hay là ta nghĩ rằng là cái con người đó 10 năm trước ta hận thù 10 năm sau nó cũng như vậy. Nếu thấy như vậy thì ta chưa phải là con cháu của Đức Thế Tôn. Ta có sự thay đổi chứ hả? Mà đổi theo cái hướng nào thì mình đâu có biết. Điều thứ ba là cái gì? Chúng ta có dừng lại được hay không? điều thứ tư là gì? Ta có dùng năng lượng quán chiếu này để ta soi sáng cho ta hay không? Đó là bốn cái điều mà mà cái bài thứ hai khởi bạch này nó cung cấp cho ta. Bốn bài, bốn điều mà chúng ta phải hỏi cho tự thân mình. Ta có đang an trú, ta có đang cư trú trong cái vùng ánh sáng nội chiếu này hay không? Tức là ánh sáng bên trong tự hữu chánh niệm của mình đó có biết hay không nếu chúng ta an trú vững chãi trong cái điều này thì hai con mắt ta bắt đầu nó sáng bừng còn nếu mà chúng ta không có an trú trong cái vùng năng lượng nội chiếu này thì thưa đại chúng cho dù chúng ta tụng một ngàn quyển kinh thì tâm ta nó vẫn hằng học như thường tại vì ta không có chánh niệm tụng như một cái máy thì nó cũng không có giải quyết được gì ta ngồi ta mòn mấy cái bộ đoàn tàu cũ đi chăng nữa thì đời sống ta nó vẫn như vậy tại vì ta càng già thì cái sự khó chịu của chúng ta nó càng tăng lên những cái bám víu của chúng ta nó càng tăng lên và cái thân thể của mình nó càng yếu đi thì cái ý chí của chúng ta nó cũng yếu theo thường vậy đó phải không các cụ lớn tuổi vì bị biết mà phải không khi mà cơ thể mình nó đau nhất thì cái ý chí của mình bắt đầu nó giảm xuống cho nên khi chúng ta càng già yếu đi thì trí tuệ của chúng ta nếu mà chúng ta không nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ yếu dần đi và nó đi ngược lại với cái tuổi già của mình biết được điều này thì chúng ta chấn chỉnh ngay lập tức ta nâng cấp như thế nào để tuổi già càng tăng trí tuệ càng tăng tăng dần đều và đó là cái gì sám hối tội của mũi tức là đây là tội của mũi mũi vô hỏi hay vô ngã vô ngã phải không vô hỏi là mũi lòng phải không hay là sao lâu lâu mình phải học tiếng việt chứ nói sai hoài đâu có được phải không phải học lại <laughs> để chúng mình cùng nhau học ha. Cái lỗ mũi. Những cái tội do mũi của mình. Thì một cái bài văn ở đây chúng ta. Quý vị có thể đọc ha. Thầy à, sợ đọc rồi nó không có đủ giờ. Thì ở đây. Quý vị tự đọc ha. Thường tham mùi lạ. Cái lỗ mũi của mình á thường tham mùi lạ trăm thứ ngạt ngào chẳng thích chân hương trăm à, năm phần thanh tịnh lan sông xạ ướp xạ tức là cái, cái mùi hương của con xạ đó con xạ là một cái con giống con nai vậy đó mà nó có cái cục uh, dầu rất là thơm lan lan là hoa lan lan sông xạ ướp chỉ thích tìm tòi giới định hương hương chưa từng để mũi trầm đàn thiêu đốt đặt trước phật đài ngẩn cổ hít hơi trộm hương phải khói vân văn vâng. vị tự đọc ha thì ở cái phần 3 này nó có vài cái điều thứ nhất là gì kết quả cái chi, chi tiết thứ nhất là, là là chân hương chân hương chân hương tức là mùi hương chân thật chứ không phải là cái chân nhang nha là chân hương không phải ta đốt rồi, còn cái chân nhang người ta gọi là chân hương chân hương chân hương tức là mùi hương thanh tịnh tức là ngủ phần hương á ngủ phần hương chứ không phải ngủ vị hương á giới hương định hương ngủ vị hương giới hương định hương giữ huệ hương ha mà chúng ta đọc lộn trở thành ngũ vị hương cho nên là không có được chân hương và một cái là vọng hương tức là những cái uh, tà khí vọng hương 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 là cái mùi á thì đây là nó thuộc loại uh, uh, tà ha tà tức là nó không có trắng nó nó có cái tính cách uh, hư hao hư hao còn cái ngũ phần hương này nó có cái tính cách bền vững ha bền vững bền vững bền vững đây là những cái cái và cái tính chất của nó là gì chân hương cái mùi hương chân thật của nó là gì giới hương định hương giữ huệ hương gọi là năm cái giới nè định nè huệ nè giải thoát nè giải thoát nè rồi một cái nữa là giải thoát tri kiến ha và một cái cuối cùng đó là giải thoát tri kiến tức là những cái thấy của mình nó ràng buộc mình đó, giải thoát tri kiến tức là năm cái ha quý vị biết mà phải không thầy viết ra vậy thôi nhá để biển nó bị chói cái này chút xíu giới hương cái hương giới hương định hương tuệ hương giải thoát tất cả những cái này nó gọi là cái đức hạnh đó nó thuộc loại đức hạnh đức hạnh đức có nghĩa là lành thiện thì cái hương lành thiện nhất của đời người mình là cái gì nó làm bằng giới giới này có nghĩa là chánh niệm đó những cái thước đo đó để nó ngăn ngừa mình đừng có rơi vào những cái trạng thái khó khăn răng rơi vào những cái phạm trù à, những cái nơi mà chúng ta có thể đánh mất đời mình là giới luật chứ không phải là những cái ràng buộc đời mình đâu mất đi tự do nghe giới luật là như vậy giới là cái gì là những cái cảnh tỉnh những cái thước đo những cái những cái cái dây hàng rào cảnh báo cái warning sign cảnh báo cho chúng ta nếu mà chúng ta đi vào những cái phạm trù đó thì chúng ta có thể mất mạng cho nên là giới luật là như vậy định tuệ những quý vị biết rồi ha? những công phu thiền định của mình và những cái năng lực trí tuệ của mình để làm chi chúng ta có những cái đời sống nó thực sự là liberated có nghĩa là cực kỳ giải thoát và nhẹ nhàng và chúng ta giải thoát luôn những cái thấy của mình những cái nhìn những cái thấy của mình và giải thoát tri kiến những cái trong trần gian này mà chúng ta học hỏi được mà nếu mà chúng ta kẹt vô đây thì nó cũng không có được cho nên là chúng ta phải năm cái đức hạnh này nó gọi là năm cái đức hạnh mà nó vốn năm cái đức hạnh này nó đặt trên nền tảng vô cùng là thanh tịnh do vậy chân hương mà cái mũi cái mũi chúng ta nó không có thích mũi là một cái một cái một cái organ một cái cơ quan cảm giác mà chúng ta tạm thời chỉ nó thôi cái thực chất ra nó không phải là do nó thôi nó, nó nó do cái tâm của mình nữa Có nghĩa mình hút mình nghe cái mùi hương nó đưa vô tâm thức của chúng ta và cái ý thức của chúng ta nó phối hợp với cái nó phối hợp với cái uh, mặt năng thức mặt nó thức là một cái tôi rồi một cái tôi đó nó mới lục lục những cái thông tin ở dưới a à là gia thức tàn thức để nó cung cấp cho ta một cái ý tưởng thì cái ý tưởng này thường là nó không có đúng nó wrong perception nó là một cái một cái tà niệm nó không có đúng do vậy cho nên thưa đại chúng những cái mùi hương mà mũi chúng ta nó không có ưa là những cái mùi hương đức hạnh những cái mùi hương giới định tuệ mà đức thế tôn biểu chúng ta nên chế tác những cái mùi hương này thì chúng ta không có mừng chúng ta không có mừng cái gì không chúng ta không có làm mà chúng ta chỉ thích những cái hương tà tà có nghĩa là nó nó siêu siêu quẹo quẹo đó ví dụ như là uh, cái mùi hương là de uh, toilet à, uh, 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 là nước hoa đó uh, uh, nước <laughs> nước hoa rất nhiều loại phải không là Scorpion hoặc là Poison hoặc là Chanel hay là uh, Tom Ford hay là cái gì nữa uh, là là o gì đó đi o rồi giò rồi gì tùm lum này là khá vậy đó quý vị thấy nó quảng cáo đầy hết cái mùi hương này những cái mùi hương này nó mang tính gì mang cái tính đam mê nó kích thích con người ta đam mê nó làm cho người ta quyến rũ làm cho người lừa gạt người ta nó ngạt ngào nó lôi cuốn nó hấp dẫn có phải không đó là những cái mùi hương mà lò mũi ta nó rất là ưa ví dụ như là chúng ta kho cái gì chúng ta bỏ ít uh, hành phi vô ta làm cho nó bay mùi lên cái lò mũi ta nó rất là khoái nhưng thực chất ra nó đâu có bổ béo gì phải không cho nó tăng cái mùi vị lên thì nhân gian chúng ta theo cái mùi hương này là chính cho nên cuối cùng rồi sau đời của chúng ta nó vẫn rơi vào hai cái phạm trù vẫn là rơi vào hai cái phạm trù mà chúng ta một cái gọi là thích và không thích và không thích hai cái này là hai cái phản ứng tâm lý của mình tạm thời gọi là hai cái trạng thái cảm thọ của mình pleasure một cái pleasant một cái là unpleasant, một cái rất là thích, một cái là không có thích, thì cái này là cái nó điều khiển đời mình đây. đời mình nó lên xuống là do cái thích mà cái không thích. sở dĩ mà mình khổ đau là do mình thích hoặc là mình không thích. thích quá thì mình chạy theo, mình kiếm cho được. không thích thì làm gì là tìm cách tiêu diệt. để trong cái quá trình tìm kiếm cái phương pháp để đoạt chiến đoạt và cái phương pháp tìm kiếm sự tiêu con đường tiêu diệt nó đều đưa đến hệ lụy nó là như vậy cho nên thưa đại chúng ngủ phần hương mà tâm chúng ta đó là chúng ta thích đi đi tìm cái mùi hương cái mùi hương mà nó gây cho cái đời sống mình nó trở thành gầy gò và hư hao tại vì sao ta đi tìm những cái nơi không có chính đáng nó mang tính lừa gạt và 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 vọng hương nó đeo bám thì chúng ta đeo bám tìm tòi chân hương thì chưa từng huân tập tức là cái chân hương này thì chúng ta chưa bao giờ luyện mình tức là những đức hạnh giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến đó. đó là chúng ta không có không có huấn luyện không có huân tập mình hàng ngày mà chúng ta lại đi theo những cái đam mê lôi cuốn theo cái nhân gian là chính thỏa mãn cái nhu cầu đó. cho nên cái hai cái đoạn đầu và mấy cái câu đầu trần thái tông nói rất là rõ Hít trộm hương cúng phật ví dụ như ta tới chùa nghe cái mùi hương thơm hương thơm cúng phật người ta nghe mùi thì ngài trần thái tông nói là mình 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 hít trộm thích mùi sằng tức là nghe cái thích lỗ mũi ta là thích nghe những cái đồ tàu lao những cái đồ mà sằng bậy đây là trần thái tông nói rồi nào là phấn sát gia phấn má đào phấn nụ hoàng cung cái đó ở việt nam hay? không biết bên này hay có hay không đại khái là như vậy ta thích những cái đồ đó giống như là cái bài mà cô thấm về làng phải không mặt, mặt hoa da phấn cái gì nữa mặt hoa da phấn là thêm mắt đa tình rồi mày công môi thấm nhung gấm quanh mình cho nên chúng ta thích cái cái đó là chính cho nên là cái hương thơm nó lôi cuốn ví dụ như bây giờ ba bốn ngày mình chưa tắm nó thúi quắt. thì đứng đó mà ai mà chịu cho nổi phải không cho nên là chúng ta phải làm như vậy giống như là cái bài bài thơ mà mà em đi chùa hương của nguyễn nhược pháp á tức là đi chùa nhưng mà cứ ngồi đó cấm cái đầu vô cái gương mà soi gương theo cái gì đó cúi đầu soi gương vậy đó cùng hôm qua em đi chùa hương hoa cỏ mờ hơi sương còn em đi cúi đầu soi gương gì đó quý vị thuộc không phải không chắc chắn quý vị thuộc <laughs> có nghĩa là diễn tả lên án cái chuyện là mấy mấy con người của mình đi đi chùa mà không có ăn mặc sạch sẽ đơn giản giản dị mà cứ làm rất là, là 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 tốn thời giờ cho nên cuối cùng là gì giác thụ tâm hoa thì chúng ta không để ý tức là giác thụ tức là giác thọ tức là cái cây giác á, giác thọ tâm hoa thì ta không có để ý tức là những cái cây cây giác thì chúng ta không để ý cái hoa tâm chúng ta thì ta không có để ý tức là những cái chất liệu đẹp tỉnh thức và cái chất liệu đẹp á, thì chúng ta không để ý đây là những cái mà ta không có chân chánh thì chúng ta không có thích ta chỉ thích những cái nó gây ra Thì đam mê thôi cho nên ngài mới nói như vậy giác thụ tâm hoa chúng ta không có thèm để ý cho nên là 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 có khi chúng ta trồng những cái cái cây tu tập mà chúng ta không có chăm sóc đàng hoàng ta trồng xuống rồi ta nhổ lên ta coi thử rễ nó ra chưa rồi ta trồng không tiếp nhiều khi ta làm vậy đó. rồi cái chi nữa cái mùi tanh hôi thì rất là thích như là con heo mà nó nó ủi cái đống phân của nó con heo nó nằm trên đống phân của nó dễ sợ ha đây là hình ảnh mà trần thế thông sử dụng và thầy và thượng thanh từ dùng cái từ rất là nhẹ nhàng đó là cái gì dùng cái từ là như lợn nằm ổ thực ra cái không phải cái nguyên văn chữ hán nó là là như trư hỗn xí có nghĩa rằng là như con tru con trư tức là con con heo đó nó 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 ủi nó, 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 nó nằm ở trên cái đóng phân của nó cái hố phân của nó nhưng mà ngài hòa thượng thêm từ dịch để nó nhẹ nhàng hơn giống như con con lợn nó ở trong cái chuồng đó thôi chứ không có nói cái gì nhưng mà Trần hay tông thì nói rất là mạnh nghe mùi thì nghe những cái mùi thành dâm có nghĩa rằng là ta nghe mà ta buông thả Chữ dâm có nghĩa là buông thả không có chánh niệm quá mức bừa bãi sau khi mạng chung ngay trong kiếp này cũng vậy thì chúng ta làm gì đọa vào ba con đường ác đó là địa ngục và quỷ súc sanh tức là ba cái trạng thái tâm thức của chúng ta quả báo là bệnh mũi đây là những cái câu cuối cùng bệnh mũi là bệnh như gì bệnh mũi có nghĩa rằng là ta mất đi cái khả năng phân biệt thế nào là hương thơm đức hạnh bệnh mũi là như vậy mình phải hiểu xa hơn không phải là chỉ có bệnh về cái, cái 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 thân này thôi mà chúng ta quen thưởng thức những cái mùi à, hư hao trong cuộc đời cho nên là chúng ta đánh mất đi cái cơ hội để mà thưởng thức những cái hương vị gọi là đức hạnh của một đời người cho nên là gọi là cái quả báo tức là cái quả là chúng ta không có để ý tới những cái điều tích cực mà chúng ta chỉ để ý tới những điều tiêu cực thì nó hậu quả là gì nó làm mất đi cái năng lực nhìn nhận nhận biết thừa hưởng những cái gì nó quý giá lành mạnh trong cuộc đời bằng cái hương vị bằng cái lỗ mũi tóm lại cái phần này là gì thứ nhất chúng ta có biết là chúng ta đang theo ta đang thưởng thức cái chân hương hay là chúng ta biết là chúng ta đang biết là chúng ta thưởng thức cái vọng hương hay không quan trọng nhất là cái biết một là ta không biết hay không ta biết chân có biết vọng ta có biết hay không quan trọng là cái biết chứ không phải là chân hay là vọng tại vì chân là vọng là hai cái mặt của xã hội của cuộc đời trong cuộc sống thì nó có sẽ có những cái chân và nó sẽ có những cái vọng có nghĩa là có những cái hư hao những cái hư uh, uh, hư thối nhưng mà nó cũng có những cái tuyệt phẩm đây là hai mặt của cuộc đời một cái tích cực một cái tiêu cực đó là sự bình thường của cuộc đời nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có biết được hay không đó là điều thứ nhất điều thứ hai của cái phần này là cái gì chúng ta có đang thực sự là bình an chúng ta đang có thực sự là thanh tịnh hay không có lắng dịu hay không hay là chúng ta đang sống một cuộc sống rất là hỗn tạp huyên náo ta thích nghe những bài hát nuôi dưỡng hay là tai của chúng ta mũi chúng ta đang nghe, đang thích nghe những cái mùi hương nó gây ra sự đam mê, chìm đắm. Có một người phật tử nói với thầy, thưa thầy, mỗi lần mà con nghe ai, người con trai nào mà họ sức cái mùi Chanel đi ngang qua thôi là con bủn rủng tay chân hết. Kinh khủng. Thầy nói thiệt đó hả? nó thiệt cái thầy, con không có cái bệnh đó con chỉ cần ai mà nghe cái mùi sức cái mùi đó thôi là con bủn luộn tay chân con không có làm ăn gì nữa con thơ thẩn cũng phải năm phút sau có một hồi tỉnh lại cái tao nói thiệt luôn hả cái thầy là thầy có cách nào giải quyết không thầy nói thôi ra ngoài chợ mua một mua một cái hũ về xịt đầy nhà rồi mình ngồi đó mình, mình thưởng thức cho đã đi chứ cái con cái kiểu này con ra con gặp bất cứ đàn người đàn ông nào trong cuộc đời con nghe cái mùi thôi là con xỉu lên xỉu xuống thôi cho làm ăn cái gì mua Phật ở đời có những cái như vậy <laughs> khiếp thành ra cho nên đại chúng cái này là các nhà sản xuất họ biết cho nên họ đánh vô cái sự đam mê của mình cho nên quan trọng là chúng ta có biết hay không mà chúng ta có bình thản trước cái đó hay không Tăng hay là chúng ta đang hỗn tạp rồi điều thứ ba phải hiểu rằng là mình hửi cái gì mình đang tiêu thụ hương gì thì cơ thể mình nó sẽ xuất hiện ra cái mùi đó. Ví dụ chúng ta ăn hương hoa, trái cây nhiều, cơ thể của chúng ta nó tiết ra mồ hôi rất là dễ chịu. Có <laughs> phải không? Cho nên chúng ta ăn cái gì là inside out, you are what you eat. Đó là cái đó là cách cho nên chúng ta đầu tư đời ta đi vô cái ngã nào thì hương thơm chúng ta đi về ngã đó. Thí dụ Đức Thế Tông đầu tư của, của đời Ngài vào giới định tuệ, giải thoát thì 26 thế kỷ qua vẫn còn cái mùi hương đó phải không còn những, những con người khác đầu tư vào cái sự tham lam giận hờn bạo động thì một ngàn năm sau người ta vẫn nghe cái danh tướng một con người mà chuyên giết hại loài người đó thì họ cũng biết được cái mùi đó nó sặc mùi báo có phải không ví dụ ta nghe danh từ ông Hitler thì tự nhiên chúng ta rùng rợn hay là nghe một ông tướng lãnh đạo mà chuyên giết người nghe đến đã rùng rợn đó là cái mùi hương gọi là vọng hương nó dẫn đến cái sự hư hao ở tâm của chúng ta Và nếu mà chúng ta không biết được cái nào là hương chân chánh. giới hương định hương niệm định tuệ hương đấy là những mùi hương chân chánh. mà chúng ta không có đầu tư thì cái hương thơm của chúng ta nó cũng lè thè lè thè dưới đó. cho nó không phải là cái mùi hương để cho chúng ta hạnh phúc do vậy điều thứ tư mà chúng ta tóm tắt cái đoạn này là cái gì thứ tư là cái gì cái, cái, nếu mà chúng ta không có để ý không có dùng cái biết này nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là gì mất đi cái khả năng phân biệt được cái nào là cái nào là hương đức hạnh và cái nào là tà khí trong cuộc đời đó là cái bài kệ thứ thứ ba nhiều quá thì lại chúng tại vì nó rất là giàu hình ảnh chịu khó chút nữa ha Hãy định lấy cái cái đờn ra hát một bài nhạc cho lại chúng mà chắc không kịp giờ tức là mùi hương phấn người một hôm nhớ lại hàng ngày sau sẽ mua vui về thu xếp lại ngày trong đất ngày vội vàng thêm những lúc yêu người quý vị biết bài đó không tức là cái mùi hương á đôi khi nó nó đã thuộc về quá khứ đôi khi nó quay về nó làm cho chúng ta trao đảo phát nguyện khi mà chúng ta sám hối xong chúng ta đi đến cái phần phát nguyện quý vị tự đọc ha thầy có một vài gợi ý ở đây ví dụ như là ban đầu là gì thở ra hít vào là tà khí hay là loạn khí cho nên là khuyến thỉnh ba đời chư phật rồi phát nguyện à, phát nguyện nguyện thứ nhất là gì thở ra tà khí thở ra tà khí thở vào là dưỡng khí thở ra là tháng khí tức là thở vào thở vào vào là oxygen và ra là carbon dioxide tức là 2H uh, uh, carbonic và thở vào là dưỡng khí. Và nếu mà thở vào này oxy này nó uh, nó có nhiều thì chúng ta được nuôi dưỡng. Tại vì nó sẽ phối hợp với cái hydrogen trong nước nó tạo thành chất dưỡng khí. Còn nếu mà thở ra con người ta có bao nhiêu phần trăm nước? Nó có tới 70% nước oxygen này, co uh, carbon dioxide này và nếu mà ở cái dạng ion á thì nó có thể rất là nguy hiểm. <laughs> cái này còn, còn là không phân tích cho nó vui thôi và có khi cái này nó sẽ kết hợp uh, nếu mà cái này uh, nó là 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 một cái uh, cái, cái cái tính chất axit thì nó gặp nước thì nó trở thành axit cho nó hơi thở của mình có khi nó trở thành axit tức là nó sẽ trở thành nó sẽ trở thành h 2 co 3 phải không có khi là như vậy cho nên nó rất là nguy hiểm đến ăn thua là do mình đó có khi mình 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 thở ra cái hơi của mình mà nó độc địa đó, thì nó trở thành axit nghe ta phải nhớ như vậy cho nên là ở trong cái nh... dĩ nhiên là cái sự biến đổi trong trong cái 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 môi trường bình thường là ta không có thấy nhưng ở trong cái môi trường không gian và tâm thức thì cái này nó đại diện cho cái sự chua chát thôi axit là cái tính chua chát thôi nghĩa là hơi thở của mình vào mình đẩy hơi thở ra cho nên khi chúng ta thở đó khi chúng ta thở thì chúng ta mới đẩy hết những cái tháng khí tháng khí dạng thô uh, nó đã hình thành dưới dạng carbon dioxide nhưng nếu mà nếu mà nó dưới dạng ion thì nó trở thành rất là rất là khó chịu cho mình thành thử cho nên chúng ta uh, ngày nay chúng ta đang thải ra chất khí này rất là nhiều nghe cho nên khi ta thở vào Thở ra. Cho nên cái nguyện của Ngài Trần Thái Tông là gì? Con nguyện con thở ra hết tất cả những tà khí. Cho nên khi mà ngồi thiền tập. Mình thở vào. Thở ra. làm như vậy. Đẩy hết ra. Rồi nguyện thứ hai là. Nhận vào những cái hương, hương thơm của tuệ giá. Đưa vào cái hương thơm thanh tịnh. Đó là cách thực tập và thứ ba là gì đóng tất cả những cánh cửa nó gây ra đau khổ gọi là vô lậu thứ tư là gì ta 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 ho lên một tiếng ta đằng hắn một tiếng thì bao nhiêu là cái đàm giải nó quấn vô cái bụi trần trần duyên tức là bụi trần nó nó nó, nó mình khạc nhỏ nó ra mình, mình hả <laughs> thế này thì bao nhiêu bụi trần nó đi theo nó đi ra có nghĩa là mọi động tác của thân của mình nó đi kèm với cái sự sám hối đi kèm với sự thực tập tức là tinh chuyên như vậy còn chúng ta chắc lười biếng lắm mà chuyện này thầy biết và nguyện thứ năm là có nguyện đi về con đường tam bảo Được quý vị biết rồi ha nguyện thứ sáu ngáp một ngáp thì nó cũng tan thành cái xứ tứ sanh có nghĩa rằng là mọi cái hiện tượng trong cuộc đời đó. có bốn loại bốn loại hiện tượng ha do là à. thứ nhất thai hình thành bằng thai những chúng sanh hình thành bằng thai những chúng sanh thường hình thành bằng noãn rồi những chúng sanh hình thành bằng uh, điều kiện ẩm thấp và và điều kiện cuối cùng đó là là hóa sanh tức là tứ sanh tức là bốn cái hình thức chúng sanh nó được hình thành trong cuộc đời này mà con nguyện cái gì con nguyện à, thở như thế nào để mọi cái hiện tượng này nó được giải trừ hết nó không có ràng buộc đời mình và thứ sáu là cái gì thứ sáu là là ngáp nát xóm tử sanh tứ sanh bảy là nguyện thở trừ chướng phiền não có nghĩa là chúng ta thở từng tập quan niệm hơi thở mà nó có thể tăng cái phiền não của mình hay không càng thở nó càng nhẹ nhàng hay không hay là càng thở nó càng ra khói thì là do mình quyết định hát tám là cái gì ngửi những cái hoa giác giác ngộ ta tập ngửi những cái mùi hoa thơm của giác ngộ hương thơm giác ngộ là hương thơm gì chính là hương thơm tỉnh thức thở vào ta biết ta thở vào thở ra ta biết ta thở ra rồi thứ chín là cái gì thông các pháp nghĩa là thấu hiểu mọi hiện tượng đó là cái phạm trù thứ tư của kinh quán niệm hơi thở thở vào thở ra kinh quán niệm hơi thở và kinh tứ niệm xứ phạm trù là quán các pháp thông suốt tất cả các pháp thấu hiểu tất cả mọi cái hạt giống những cái hạt giống những cái nhân tố ta phải hiểu hết có nghĩa là nguyện như thế nào con sống để con thấu hiểu những cái hạt giống hạt giống nào cần nuôi dưỡng những hạt giống đam mê, những hạt giống buồn khổ, những dòng giống bất an, lo lắng, buồn tuổi, giận hờn, đau khổ và tuyệt vọng. Thì những hạt giống đó là những cái hạt giống nó có thể bủa vây cái đời của mình. Thì chúng ta phải nắm cho được. Thì đây là lời sự phát nguyện. Phát nguyện là chúng ta làm cho được, tiếp xúc cho được những cái vùng năng lượng đó ngay trong trái tim của mình. Chứ không phải một lời phát nguyện là một cái lời hứa lèo. Nói cho nó xong việc rồi chúng ta không có làm cái gì. Rồi, nguyện thứ 10 là chúng ta à, lắp nhân ngũ tăng. À, có nghĩa là chúng ta không có ăn những cái hương thơm mà nó có thể gây nên cái sự kích thích, nó gây ra cái mùi hôi. Rồi, nguyện thứ 11 là gì? Đi về biển tánh. Kéo đạo về biển, dạo về à, biển tánh. Biển tánh tức là trở về cái vùng năng lượng. Uhm, tỉnh thức của mình gọi là tánh hải. Để làm chi? Để, nguyện thứ 12 là vượt khỏi bến bờ à, à, mê muội đây là 12 cái cái yếu tố mà ngài phát nguyện sau khi chúng ta phát lồ sám hối cái này quý vị đọc được mà không cần phải đi cho nó sâu tại vì quý vị đã từng học rồi điều thứ năm đó là vô thường kệ vô thường vô thường kệ cuối cùng ha nó ráng chịu khó ha vô thường kể. thì ở đây thầy không có đọc bản gốc quý vị tự đọc lấy ha cảnh dục trời, trời gác núi tắt bóng có tiếc chăng chỉ chạy theo ý ngựa tâm khỉ chịu dừng đâu mặt trời mọc rồi lặng thân nổi trở lại chìm và đến ngu cùng trí chết đi xưa và nay có nghĩa là cái già nó đến thì người ngu kẻ trí gì xưa nay cũng phải chết chẳng khỏi vô thường chẳng không tránh khỏi vô thường đến chẳng khỏi vô thường đến Hạng lớn tránh được sao tránh được nào mỗi nên mỗi nên đi đường trắng chớ để vào nẻo tà cái bài này rất là rõ ràng rồi ha thì ở đây chúng ta thấy là cái gì cái ý, 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 thức của mình đó, cái ý của mình á ra liệu hình ảnh tâm viên ý mã cái tâm của mình nó giống như con vượng truyền cành ha nó chạy đầu này chạy đầu kia ý thức của mình nó giống như là con khỉ à, và con con ngựa nó đứng không có yên chắc nó thuộc loại con ngựa trời cho nên cái tâm của chúng ta nó có khi nó nó rất là đan xăng và nó nổi chìm, nó rất là nổi chìm. Thực ra nó là như vậy mình phải, mình phải công nhận đó là một sự thật. Ở nó nổi chìm sáng tối nó nổi chìm. Có khi ta trong bóng tối, có khi ta, ta thấy được, có khi ta, ta không thấy được. Và cái tuổi của mình ha, lúc nãy thầy nói cái tuổi của mình, cái tuổi của mình nó tỷ lệ nghịch với cái trí tuệ của mình. Đây là cái công thức tuổi của mình nó tỷ lệ nghịch với cái 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 trí tuệ của mình cho nên chết là chắc chết chắc à, ai cũng phải chết phải không tôi thế nào cũng phải già nua tôi thế nào cũng phải bệnh tôi thế nào cũng phải chết tất cả những gì tôi trân quý hôm nay một ngày mai tôi phải xa lìa và buông bỏ tôi là kẻ thừa tự những cái nghiệp quả gia thân khẩu và ý của tôi tạo nên cho nên hôm nay tôi suy nghĩ cái chi làm ăn cái gì nói cái chi là cái đó là cái mà tôi có thể mang theo còn đồ đạc thì để lại ha để lại cho ai thì không có biết và chúng ta tu tập theo con đường tránh đường tránh là đường nào đường tránh là đường nào thì chúng ta có bát chánh đạo bát tà đạo ha và cuối cùng là chúng ta đi vào con đường chánh ngài bảo ta là phải đi con đường chánh thì chúng ta có bát chánh đạo tám con đường chánh tám cái chánh đạo thì chúng ta đã học rồi trong cái bài học của thiền học uh, trong cái bài học uh, của lớp xương cốt của bụng đó đây là chương trình quảng cáo này mời quý vị <laughs> mời quý vị mời bà con qua nghe lớp thì lớp xương cốt của buộc nắm cho nó vững ha thì học ở đâu cũng được chứ không phải là bắt buộc quý vị phải nghe cái đó nhưng mà đại khái ở đây thì có một chút quảng cáo cho quý vị thấy rằng á, là bác chánh đạo thầy đã phân tích rất là kỹ à, rất là nhiều cách mình trình bày ứng dụng the eighth noble path bác chánh đạo Uh, nó liên hệ thấy ví dụ như giới định tuệ của mình chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh uh, thì nó thuộc về miệng của mình đó chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nó thuộc về thân ý của mình nó gồm có niệm định tuệ chánh kiến chánh tiêu di. chẳng hạn đó là cái cách cho nên thầy đã phân phân phân, phân tích ra rất là nhiều ví dụ như uh, đây là một cái cách mà thầy giới thiệu cho đại chúng ví dụ chánh ngữ ha chánh ngữ rồi nghiệp chánh nghiệp tức là những hành động của mình á trên mạng tức là nghề nghiệp rồi tinh tấn ha rồi chánh à, niệm ổn định rồi chánh kiến và tư duy thì cái này nó thuộc về à, nó thuộc về à, cái phạm trụ ý và nó cũng à, Uh, nó thuộc về phạm trụ ý của uh, ý của mình ha hai cái này có thể viết cho nó rõ là một chút chiếu trí nó nó thuộc về lĩnh vực thực tập trí tuệ này và niệm định tuệ nó từ đây tới đây nó thuộc về lĩnh vực ý của mình ha và định thì nó có tránh tinh tấn này tránh niệm tránh định nó thuộc về định phạm trụ định ha nó là như vậy niệm định cái này nó thuộc về giới nè. Thực ra cái này là phân 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 tích cho nó cho nó dễ hiểu vậy thôi. Nó tạm thời thôi. Tức là chúng ta kết hợp với tam vô lậu học để cho chúng ta có một cái thấy rằng là tám con đường chánh đạo là tam vô lậu học giới định tuệ hoặc là niềm định tuệ và cái này đây là cái phạm trù về miệng của mình ngôn ngữ ha là là cái nghiệp uh, nói năng còn những cái phần này từ đây nó thuộc về thân của mình và cái này là ý của mình thật ra chúng ta chia ba cái thành ra cái phạm trụ như vậy ba cái tụ như vậy đó là ý nghiệp thân nghiệp và nghiệp của lời nói thì bác chánh đạo nó, nó nó hỗ trợ chúng ta hoàn thiện cái những cái đức tính của mình mà chúng ta có thể dễ dàng thấy như vậy đây là một cách và nhiều cách khác nhau thầy đã phân bổ nhưng mà cái này là tạm thời chúng ta có thể thấy như vậy ví dụ chúng ta có chánh niệm ví dụ chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có chánh định chánh kiến chánh tư duy và khi chúng ta có chánh định, kiến có tư duy thì tâm ý chúng ta là nền tảng cho lời nói của mình là chánh ngữ và từ cái chánh ngữ ta có lời nói ngọt ngào dễ thương thì cái hành động ta cũng dễ thương hành động ta dễ thương thì dẫn đến sự nghiệp ta sẽ dễ thương ví dụ chúng ta đi xin việc làm ta nói chuyện đàng hoàng thì ông chủ ông sẽ ông sẽ căn cứ vào cái hành động đàng hoàng của ta ông có thể cho ta một cái nghề nghiệp đàng hoàng ví dụ như vậy cho nên thực ra cái tác dụng của nó rất là rõ ràng cho nên ta dựa vào năng lượng chánh niệm làm nền tảng trung tâm chúng ta từ cái cách chúng ta phân bổ cho nên bác chánh đạo Thì đại chúng cái thể bôi cái phần này vẽ lại cho đại chúng lỡ tốn giờ rồi cho nó tốn luôn ha này cũng chịu khó luôn không thể nào mà chậm được cho nên bác chánh đạo có khi ví dụ chúng ta chúng ta thực tập chánh niệm chánh niệm đi ha là một trong những bác chánh đạo thì chánh niệm là nền tảng thì chánh niệm từ niệm thì chúng ta sẽ có định ai thực tập chánh niệm thì sẽ có định tỉnh thức và chúng ta sẽ có à, chánh kiến chúng ta có một cái thấy chân trắng khi mà chúng ta có một cái chánh niệm rồi thì chúng ta sẽ có một cái tư duy chân trắng có phải không quý vị có thấy không và khi mà chúng ta có chánh kiến cái thấy rõ ràng chúng ta có một sự một cái một cái sự tập trung nhất định một cái sự quyết đoán nhất định chúng ta có một cái tư duy nhất định rõ ràng thì chúng ta có cái gì khi chúng ta có những cái vùng năng lực này thì chúng ta ứng dụng vào lời nói của mình nó đi vô cái lời nói của mình lời nói chúng ta sẽ có chất lượng có chánh ngữ khi nào khi chúng ta có chánh định có chánh kiến, có chánh tư duy và có chánh niệm. Hay nói một cách khác, ngôn ngữ của loài người được nâng cao khi nào? Khi chúng ta nương vào năng lượng chánh niệm này tạo cái vùng năng lượng để yểm trợ cho cái lời nói của mình. Và khi mà lời nói của mình mà nó bắt đầu chân chánh thì nó dẫn đến hành động. Tức là nghiệp, à, tính nghiệp. Rồi hành động của mình và và chúng ta biết được đây là một cái uh, Đã dẫn đến sự tinh tấn của mình thôi đây là cái cách mà chúng ta thấy được rằng sự linh động và khi cái hành động mình nó đã chân tránh rồi thì cái nghề nghiệp của chúng ta tức là chánh mạng chánh mạng nó được nó được có nền tảng Thế đó là cái cách mà chúng ta có thể diễn bày tránh kiến nó nhiều hình cách khác nhau và bác tà đạo cũng vậy khi chúng ta có một cái tà niệm thì chúng ta sẽ có một sự tà định và nó đi theo là như vậy khi chúng ta có một cái tà niệm một cái suy nghĩ uh, không có lành mạnh thì lời nói ta sẽ không có lành mạnh và hành động ta chắc chắn không lành mạnh và tất cả những cái siêng năng của chúng ta nó dẫn đến nó yểm trợ tới sự không lành mạnh từ đó chúng ta sẽ có một cái nghề nghiệp không lành mạnh cho nên bác chánh đạo bác tà đạo đó là những cái con đường nó 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 rất là rõ ràng của đức thế tôn nói tóm lại Tám cái con đường bắt chánh đạo mà trần Thái Tông muốn nói cho chúng ta biết rằng đó là tám con đường thực hiện đạo đức. Nó đặt lên cái nền tảng của chánh niệm, của thiền định. Hoặc là chúng ta có một cách khác là niệm định tuệ, nó làm cho chúng ta có một cái 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 uh, niệm định và tư duy, nó làm cho chúng ta có một cái thấy kiến, một cái kiến rất là rõ ràng, từ cái chánh kiến rõ ràng tôi có lời nói rõ ràng, lời nói rõ ràng tôi có hành động rõ ràng, có cái thói quen rõ ràng và có cái nghề nghiệp rõ ràng và từ cái nghề nghiệp rõ ràng thì chúng ta bắt đầu nỗ lực tinh tấn dựa trên cái nền tảng của niềm định tuệ vân vâng. đó là cái cách mình có thể diễn bày Bác chánh đạo nó trở thành linh động trong cái sự thực tập của mình đây là cái sự sáng tạo của mình thôi nên nó cũng không có cái gì là xa lạ ngoài với giáo lý đức thế tôn dạy yeah. cho nên tóm lại thưa đại chúng chúng ta bỏ ra gần hai tiếng đồng hồ để ta phân tích tất cả những cái việc này để cho chúng ta có một cái nền tảng rất là vững chắc điều thứ nhất là chúng ta thấy rằng là tổ tiên của chúng ta đó có những cái bài học rất là sâu sắc rất sâu sắc nó rất là cô đọng nhưng mà chúng ta không có khai thác hết do vì chúng ta không khai thác hết cho nên chúng ta không có thấy được giá trị không thấy được giá trị ví dụ như à, hiện tại ở bên California có một cái đàn tràng nó có một cái, cái tổ chức an cư kiết hạ ở tu viện đại bi thì trong cái chương trình đó các vị các vị thầy ở trong đó đó họ không có dùng cái tác phẩm lục uh, sám hối sáu căn này làm nền tảng để mà sám hối những khó khăn của mình do vì người ta không thấy được cái nền tảng cái sự màu nhiệm này chăng hay là do vì một lý do nào đó hay là sản phẩm của người việt nam mình là người Việt Nam mình không thấy giá trị mà thay vào đó cái không cái cái thời khóa công phu sám hối bằng cái nghi thức của bên tàu đó là cái bài những cái bài kinh giống như là khỉ uh, sám hoặc là lương hoàng sám điều này nó không có gì là sai sám ừ, hối điều nào cũng được nhưng mà ý thầy muốn nói rằng chúng ta là người Việt Nam con cháu của tổ tiên chúng ta ta là con cháu của tổ tiên ta là sự tiếp nối nhưng mà có khi những cái bài học của các ngài để lại chúng ta không có đủ thì giờ kiên nhẫn để chúng ta phân tích để chúng ta tìm hiểu sâu cái ý tưởng được gửi gắm trong đó do vì không thấy được giá trị trong đó giống như trong túi không có một cái viên ngọc có một viên ngọc nằm trong đây mà chúng ta không có biết cho nên chúng ta có thể đi tìm ngọc ở ngoài kia con có một viên ngọc ví dụ như ta có một viên ngọc mà ta có sẵn mà ta không có biết ta rất là mặc cảm ta không biết thì nó không có đúng do vậy cho nên thưa đại chúng ví dụ như một cái khóa an cư mà là người việt tổ chức mà chúng ta không có thực hiện những cái thực tập những cái này thì nó rất là ủ và chúng ta không biết được gốc rễ của ta và những cái phương pháp thiền tập của chúng ta đã có mặt tại tu viện tại việt nam thưa đại chúng nó đã có mặt từ những năm đầu của kỷ nguyên tây lịch cho nên là thế kỷ thứ hai thứ ba là người Việt đã có một cái hệ thống thiền tập rất vững chắc. Và cái người thiết lập hệ thống này không ai khác ngoài thiền sư Khương Trang Hội. Thiền sư Khương Trang Hội mới chính thực là một ông tổ của người Việt Nam. Chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma mà chúng ta hay thấy trong các cái tự viện. Nhất là sau cái thời nhà Nguyễn, sau cái thời nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn. Là chúng ta đã thừa hưởng những sản phẩm từ ở bên 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 Trung Hoa, văn hóa phẩm của nhà Minh, đã đẩy cho người Việt chúng ta Và đây là những cái thực, Những cái thực phẩm Những cái món ăn Mà của tổ tiên chúng ta Trước khi nhà Minh xâm lấn, Nhà Trần Đây là Trần Thái Tông Thời kỳ đầu của nhà Trần vậy, vậy cho nên chúng ta thấy được Hiểu rằng là Ngay như bây giờ chúng ta phải Ý thức được Cái, cái giá trị giống nòi Giá trị dân tộc Thì hy vọng Cái sự mờ mờ mịt mịt của cái hiện tượng Phật giáo lưu bu với cái sự truyền thông đó, nó làm cho mình vô cùng là loạn. Ta không có tôi ta không có bối rối vì những cái hiện tượng lạ. Tại vì những cái hiện tượng lạ mà nó không đặt trên cái nền tảng này thì những hiện tượng đó nó chỉ là hiện tượng truyền thông thôi. Cho nên Phật giáo hiện tại bây giờ nó loạn hết lên là như vậy. Là vì sao? Là vì chúng ta không có gốc rễ. Ta không thấy ta có những cái gốc cái rễ rất là lớn trong cái nền văn học trong cái nền xây dựng nền tảng văn hóa của giống nòi cho nên nhiều khi chúng ta bỏ cái thời giờ để đi tìm những cái sản phẩm ngoại lai và chúng ta uh, uh, nhập cản vào những cái những cái nguồn tư tưởng khác mà chúng ta quên bắn đi gọi là vong bổn tức là có nghĩa là làm hư hao đi cái gốc rễ của mình Do vậy cho nên càng đọc vào những cái tác phẩm này càng phân tích sâu thưa đại chúng. Cái này là do vì thời gian chúng ta không có. Nếu mà chúng ta trẻ cái bài này ra mỗi phần như vậy là một buổi giảng thưa đại chúng, ta có thể giảng năm này qua tháng kia. Không có thua gì. Nếu mà con người có khéo léo thưa đại chúng, ta kết hợp cái nền tảng trong kinh tạng Nikaya uh, bổ sung cho chúng ta và 37 phẩm trợ đạo bổ sung cho chúng ta kinh tứ niệm xứ bổ sung chúng ta vào những cái hơi thở và kinh uh, quán niệm hơi thở nền tảng thiền tập của nam truyền thanh tịnh đạo luận nó cũng nằm ở đây tại vì đây là cái công trình làm cho thanh tịnh hóa thân tâm làm cho thân tâm của chúng ta càng ngày nó càng thanh tịnh nó rõ ràng nó không có mơ hồ cho nên thưa đại chúng thầy hy vọng rằng mình sẽ có cái dịp học cho nó kỹ hơn và đọc lại chiêm nghiệm kỹ hơn và có những cái từ ngữ có những cái hình ảnh nó chưa có được thấu suốt ấy, thì chúng ta phải học và chỉ có học kỹ thì chúng ta mới cảm thụ được cái, cái giá trị tinh hoa của tổ tiên người việt của chúng ta đó là cái mục đích của cái, cái lớp học của chúng ta mà chúng ta đã học 4 năm nay không phải mới đây. Thì hy vọng rằng là những cái khô khan chữ nghĩa nó có thể là kích thích cái cái sự tìm tòi của quý vị, nhất là các vị trẻ tuổi. Và thầy cũng như vậy, là một người tu trẻ đọc vào những cái án văn như thế này, cái đại chúng nó rất là kích thích, nó rất là đòi hỏi mình phải bỏ thì giờ ra. Thay thay vì chúng ta uh, lên YouTube ngồi đó, chúng ta lướt YouTube, uh, lướt Facebook thôi đừng có suy nghĩ gì nữa trở về với hơi thở của ta làm mỗi cái việc là thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra thở cho hết những cái tà khí trong người của mình nói như vua trần thấy tông nói vậy đó tẩy hết cái tà khí của mình những cái tháng khí nó làm mình mệt mỏi ưu tư thở vào nó ra đầy hết thẳng à, vào rất là biết ơn đại chúng đã rất là chịu khó đã có mặt với nhau tới cái thời sự phút này cảm ơn đại chúng nhiều lắm chúng ta sẽ ngưng ở đây và hẹn gặp đại chúng vào cái buổi học lần sau